của X-Men là còn chưa lút xong đồ, chúng ta có thể tận dụng cơ hội này hay không? Bên phía đối thủ có một của Barata nhưng đó là không đủ. Điều phục dành cho bên phía Get9 bắt thời gian rất tốt, Hà Minh Tuyệt đến từ bên phía của Get9 nhưng đồng đội sao chưa đến? Sao đồng đội đến muộn vậy? Có cả Pixel Show Dancer, Văn Thanh vẫn đang cố gắng cao. Chưa được, mà mày hắc mày ở cái này vậy? Gần thằng mập luôn, gần ngay sát thằng mập luôn. Không một. Nó hai của em. Đúng. Anh qua này từ từ. Tới không kịp, Nó qua. Đây. Phải hết luôn, yếu. Thằng ngoài nhà. Ngoài nhà yếu này. Nó mẹ. Đây. Cầm M79 trong tay, còn đang gặp phải những sự khó khăn, đối thủ đã đẩy vào, có cả đó. Ô! Gabi làm tốt này. Có gạt được không? Gạt được rồi. Cũng không sao. Ô! Đó là Gabi. Cầm 3 với 3 viên M79. Canada. Quá nhiều. Đâu đó thì vừa rồi tôi nhìn thấy Kabi đã có điểm mạng ở gục. Một quả đếp chính xác khiến The Astro phải nằm. Tiếp tục tình huống tấn công nhanh và đây là khẩu Vector đời. Một cap đã phải nằm. Đối phương đang phải bỏ chạy và chạy đi đâu bạn ơi. Vẫn mạnh ngay đội hình của X-Men ở ngay giây phút đầu tiên. Hiếm mình làm tròn nhiệm vụ của mình tại khu vực cổng trời. Có trình thì nhảy ở đây, không trình thì các bạn top 12. Và đó là thành tích xuất sắc đến từ đội hình của Hiếm mình trong những pha giao tranh đầu tiên lần này. Nhưng bị cái chỗ đèn đá tiếp tục trả lên, sử dụng cho mình những khẩu cho gòn những thủ được S50 và có một quả đếp quá đẹp. Team Falcon dừng chân ở top 8 với sự tấn công của Bigetro Delta trong quá trình Golden Book cố gắng can thiệp vào đây. Với chỉ hai thành viên, đúng xác hơn là họ còn 3 người chơi nhưng chỉ còn 2 người đứng cạnh nhau mà thôi, và Heavy đã nghe tiếng súng rồi. Rồi, khó rồi. Có vẻ rằng là đội hình của Heavy. Heavy lại chơi với cái thành viên đến từ đội hình của Bigetro Delta và đã có điểm rồi. Rất nhanh chóng, Heavy đang là đội tuyển có lẽ là đang chạy nhất trên bản đồ với những điểm số của bản thân. Đó chính là về việc đội hình của AQ đang là một đối trọng quan ngại lớn nhất trên bản đồ. Và bây giờ thì Get9 một mình phải xử lý với đâu đó 2 đến 3 người của đội hình của Pikachu Delta. 20 HP là những còn lại, Dimitri cũng đã được bật. Nhưng Dimitri này không cứu được ai cả. Không cứu được ai đến từ cái góc nhìn của anh chàng Get9 nữa cả. Và Get9 bây giờ sẽ còn phải có một khoảng thời gian để nhìn những người đồng đội. Bởi vì là những thành viên còn lại đến từ đội của Hiemi họ còn đang ở quá xa, ngay đến chính cả Kabi cầm M79 trong tay còn đang gặp phải những sự khó khăn, đối thủ đã đẩy vào, có cả đó. Ô, Kabi làm tốt này, có gạt được không? Gạt được rồi, cũng không sao. Ô, đó là Kabi cầm 3 với 3 viên M79. Mời nhé, tôi không thể tin nổi. Kabi tỏa sáng, đẹp trai là có, kỹ năng là đây. Một tràng pháo tay dành cho Kabi. Và bây giờ thì Heavy bắt buộc phải quay trở lại ở nơi đây. Họ tìm kiếm thêm người lao vào đây và biết được thành viên cuối cùng của đội phía Bigetro Delta đang đứng ở đâu. Phát hiện ra đối phương rồi, Han đang lùi lại phía sau với cục PP19 ở trên tay. Đợi thêm đồng đội tới sẽ là một cú double pick. Han đẩy ra đầu tiên, đó là một pha pick người dễ dàng từ phía cấp trên nhà. Họ có 4 kill, cứu lại đồng đội của mình và một lượt đầu rất khổng lồ sau khi tiêu diệt thành công Bigetro Delta. Chơi lại được không? Có hàng trên nóc nhà nha, nó trên nóc 3 luôn á, nhà này nè. Nóc cực cao. To quá. Tôi nó bắn nữa nhỉ? Hết bắn rồi, nó hết bắn rồi. Đây còn. Nó góc em nè. Tao quá. Em quay lại được không? Thấy nào? Đây được không anh Thanh? Còn bắn.
Đi chưa, đi chưa? Chưa, nó cấu rồi, khác của Việt Nam đang phải ra tranh, đó là bên phía của Heavy. Chúng ta đang bắn nhau với cả bên phía của Xpam. Bên phía Xpam, rất nghèo. Zexo đang cầm khẩu shot ngắn, khẩu 1873. Tức là thậm chí là bên phía của Xpam là còn chưa lút xong đồ. Chúng ta có thể tận dụng cơ hội này hay không? Bên phía đối thủ có một khẩu Balapa nhưng đó là không đủ. Địa phục dành cho bên phía Get Nice. Bắt thời gian rất tốt, tham binh tuyệt đến từ bên phía của Get Nice. Nhưng đồng đội sao chưa đến? Sao đồng đội đến muộn vậy? Có cả Big Yellow Dancer. Văn Thanh vẫn đang cố gắng cao bóng của mình. AMS đã được tấm ra. Quá cái năng trong rất mặt nhanh đến từ bên phía Gabi với khẩu trô côn hay. Và chúng ta sẽ sở hữu được khu vực vùng vịnh này. Nhưng mà quan trọng là đằng xa kia có Big Yellow. Big Yellow muốn can thiệp hay không? Quay trở lại sẽ đi rơi vào bên phía của Tuyệt vời rồi. Hay. Mở rộng bản đồ. Muốn vào T đi rồi. Alan bắn T rồi. Demon bắn được vào bên phía IK rồi. Và bên phía của Big Yellow Dancer đã mất một điều cũng lại dành cho Ray, nhưng ít nhất là họ đi đã. Bây giờ thì Big Yellow Dancer đang còn lại bao nhiêu người đây? Họ đang còn lại 2 người đây, giải tán khu luôn. Evos sẽ là đội tuyển thay thế. Còn bên phía của Gal Esports thì tốt nhất đừng vào, em lùi anh đấy, lùi luôn, nó là hợp lý hơn. Bây giờ thì Heavy đang hơi bị phân tán lực lượng. 1v2 với Evos này, 2v2 với Big Yellow Dancer, một người đang hơi lẻ. Bên phía Heavy cần phải tập trung nhiều hơn. Avon đã được check rồi. Văn Thanh là người đã phải nằm xuống. Bên phía Heavy đang chia đội hình rất xấu. Mất thủ rồi. Nói chung là tình huống và vừa rồi thì Get Nice có mình tình huống bắn tốt ở vị trí em God. Ok, với 1-1. Tuy nhiên thì sẽ cần phải hội quân. Sẽ cần phải hội quân khi mà chúng ta đang bị kẹp giữa hai đội Indonesia. Và cái này nó hợp lý nha. Cái này nó hợp lý nha. Các đội Indonesia biết thừa rằng Heavy họ đang ở một thế rất khó. Họ biết Heavy nhảy ở đâu. Mà vẫn đang được bắn 9 mạ cùng cho Gal Esports rồi. Bắt đầu có một chút ánh sáng cuối. Đừng có đi hướng đấy. Và bây giờ nếu như họ tấn công hướng này thì sẽ là một tình huống tấn công với chiếc EP. Và tôi đang xem cái quái gì thế này. Và đang là một tình huống tấn công và thẳng vị trí EP luôn. EP đang là một góc tương đối xấu. Onyx có đến mình mạ cùng vị trí Kizik đến từ X-Men. Trong khi đó thì Văn Thành vẫn đang nhảy tìm góc tô đặc dừng chân ở vị trí top 9. Top này vẫn đang rất cao. Quay sang bắn Onyx đây. Team đó là team Falcon giúp chúng ta của vị trí của Kiba. Và giúp chúng ta của vị trí của Zeke nữa. Heavy cần phải lấy được chúng ta cùng trong tình huống này. Chúng ta đang được bắn rồi. X-Men dừng chân ở vị trí top 8. Onyx đâu? Onyx phải nằm xuống chưa? Nhưng bây giờ thì Gabi vừa bị gục. Và những thành viên tới Onyx đang tạm gọi dừng chân ở vị trí top 7. Onyx không biết TR dừng chân ở vị trí top 6 rồi. Onyx dừng chân ở vị trí top 5. Và Gal Esports và Heavy có cơ hội lấy mình đó là bù nhàn vào thi đấu này. Điều quan trọng bây giờ là họ đang giao tranh với nhau. Và điều này nó lại đang diễn ra ở ngoài vòng bò cuối. Ôi giời ơi, sao bắn nhau ngoài bò này? Là sao nữa nhở? Sao bắn nhau ngoài bò? Đã có một người của Gal Esports vào được bò rồi. Scout thành công rồi thì đi vào đi. Đừng bắn nhau ngoài bò nữa xem nào. Quay trở lại cao vào đồng đội cái. Ôi giời ơi, làm sao? Sao thế nhờ?
Heavy bắt đầu bị bắn đứng ở bên phía của Team Falcon rồi. Hans cũng đã bị mất đi. Heavy sẽ gặp một thế khó, tất cả các nòng súng đều đang hướng vào bên phía của Heavy. Thôi, không còn cơ hội cho bên phía của Heavy nữa rồi. Nhưng mà bên phía của Gao bây giờ mới stick ngay từ đầu combo. Bắn thì bao tách ra bắn. Bây giờ thì họ sẽ nổ súng vào bên phía của Team Falcon, nhưng Team Falcon đã vào tới bo thành công rồi. Đây là combo thực sự rất là sống. Cái hõm này của Gao là một cái hõm đẹp. Heavy đã phải dừng chân cộng 4 rồi. Bây giờ các bạn hãy nhớ là đảo Nextera thế kỷ chúng ta chỉ có 6 bo thôi. Và bây giờ bo sẽ thu về đúng tâm giữa của WAG. Bây giờ chúng ta sẽ chơi cuộc chơi ai là á quân, ai sẽ là đội tuyển giành Buya phụ, gọi là Buya kép trong trận này. Bởi vì trận này Buya khó lòng nào có thể rơi khỏi tay của WAG lắm. Heavy cũng còn 4 này. Biết đâu đấy chúng ta sẽ được xem Heavy bắn nhau với cả bên phía WG. Thật Heavy vào đường thì khó, kiểu gì Pikachu sẽ pick một người Heavy. Còn SUA thì sẽ kích hoạt quả nội tại là pick có một người Heavy, thế Heavy còn hai người vào bo cuối. Bên phía của Heavy phát hiện ra cái gì ấy? Game của chúng ta không có cơ chế này. WG đã tiếp cận rất gần với ba đội tuyển còn lại rồi. Nhưng mà WG hết keo rồi. X-Bo hết keo rồi, đây cũng là một thứ của WG cần phải cân nhắc nha. Cyrus sẽ là người đứng lại để cam các thành viên Heavy hay không? Ô, Pikachu đứng chạy. Ôi, câu chuyện của chúng ta chưa rõ ràng. Pikachu vẫn đang có một góc đứng đẹp. SUA thậm chí còn đang có một khẩu M79 ở bên phía Poppy. Em hướng lên tầng 2 rồi anh. Em hướng lên rồi, cái tầng 2 được không ạ? Và bây giờ thì WAG bắt đầu nhìn thấy Pikachu đeo tờ rồi. Bo đã bắt đầu thu. Đây sẽ là một con bo đầu. Bên phía của Heavy cũng đã bắt đầu tồn ra. Bên phía của Pikachu Delta vẫn đang đứng trên hưởng Thái Bình. Quá ảo và đến từ bên phía của Pikachu Delta. Và điểm mà cũng liên tục về với WAG. Nhưng Pikachu Delta vẫn còn một người. WAG cầm về hồi máu. Ai là người